Xe máy Honda cổ 73 tuổi giá 65 triệu, cả Việt Nam có 3 chiếc. Chiếc xe máy cổ 73 năm tuổi hiệu Honda A-Type đời 1947, được anh Trịnh Ngọc Đức Hà Nội giao bán 65 triệu đồng, thu hút sự quan tâm lớn của giới mê xe cổ trong nước. Đây là mẫu xe máy đầu tiên của hãng Honda. Mẫu xe máy Honda A-Type ra đời tháng 11 năm 1947, khi Soichiro Honda, người sáng lập ra hãng xe Honda, Nhật Bản, có ý tưởng ghép động cơ 2 thì cho xe đạp. Chiếc xe máy đầu tiên của hãng Honda có động cơ hoàn chỉnh, còn có tên gọi là Butter Butter theo tiếng của động cơ, được sản xuất và bán thương mại đến năm 1951 thì dừng. Ban đầu, xe trang bị một động cơ phụ trợ công suất nhỏ được thiết kế như một máy phát điện xách tay cho phát thanh vô tuyến quân sự thời bấy giờ. Chính động cơ này đã đánh dấu nguồn gốc ra đời của Honda Motor. Mới đây, một chiếc xe Honda A-Type mẫu xe 73 tuổi được bảo quản, tân trang tại Nhật Bản đã được một nhà sưu tầm nhập khẩu về Việt Nam. Qua tìm hiểu, hiện tại ở Việt Nam chỉ có 3 chiếc xe cổ Honda Type A. Anh Trịnh Ngọc Đức, một dân chơi đam mê xe cổ ở Hà Nội, là một trong những người may mắn đã sở hữu được chiếc xe độc đáo này. Chia sẻ, anh Đức kể, với tôi, chiếc xe không phải để lăn bánh ngoài đường mà một tác phẩm đặc biệt, một kỷ vật gắn liền với giai đoạn lịch sử của hãng Honda, và là một minh chứng sống động cho nền khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phương tiện giao thông. Sau hơn 70 năm, xe đã qua nhiều đời chủ từ các tay chơi xe cổ tại Nhật Bản, nhưng nhờ gìn giữ và bảo quản kỹ lưỡng, vì vậy nhiều chiếc trông còn như mới, anh Đức hồ hởi chia sẻ. Theo kinh nghiệm của người chơi xe cổ, tìm kiếm, sưu tầm được những chiếc xe như thế này ngay tại Nhật Bản cũng là rất khó. Mức giá giao dịch thường rất cao, từ 2.000 đến 3.000 USD tùy tình trạng xe. Xét về thiết kế, thoạt nhìn, chiếc xe máy sơ khai này không khác gì chiếc xe đạp bình thường với bộ khung mảnh khảnh, trọng lượng nhẹ, chỉ khoảng 10 kg. Tuy nhiên, mẫu Honda A-Type được gắn thêm khối động cơ 2 thì dung tích 50 phân khối, được làm mát bằng không khí. Sau đó, mẫu xe được cải tiến sử dụng nguồn nhiên liệu xăng pha nhớt với bình xăng dung tích chứa khoảng 3 lít. Theo nhà sản xuất, tốc độ tối đa của Honda A-Type có thể đạt 45 km/h, chỉ ngang với tốc độ của xe máy điện, xe đạp điện hiện nay. Thực tế, Honda A-Type giống như một dạng xe đạp máy, tức có thể đạp như xe đạp khi không nổ máy. Hệ thống xích tải liên kết đến bộ nhôm phía sau theo hai hướng, một bên nối với động cơ và một bên nối với trục bàn đạp. Khi vận hành, tài xế chỉ cần đạp xe để khởi động động cơ 2 thì hoạt động. Động cơ hoạt động truyền lực thông qua xích tải sẽ làm bánh xe quay. Nguyên lý này tương tự những dòng xe đạp gắn động cơ nổi tiếng như Mobilette hay Velo Solex. Tại Việt Nam, trên cả nước hiện có 3 chiếc xe cổ Honda A-Type đời 1947 và tất cả đều được chủ nhân trùng tu và dọn lại. Với chiếc Honda A-Type đời 1947, khi có khách hỏi mua lại, anh Trịnh Ngọc Đức giao giá lên tới 65 triệu đồng, ngang ngửa với một chiếc tay ga Honda SH1. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.